quý vị các bạn đã đến với kênh Tóc Tiên Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn vào cái comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và biểu tượng chuông để nhận thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính chúng tôi xin gửi tới quý vị các bạn như sau. Gắn James lấy Pogba, Real bị từ chối thẳng thừng. Theo báo giới Anh, Real Madrid đã bị Manchester từ chối khi có ý định đổi James Rodriguez để lấy Paul Pogba. Mặc dù đã chi hơn 300 triệu euro để tăng cường nhân sự trong mùa hè này, nhưng Real Madrid vẫn chưa thỏa mãn. Đội bóng hoàng gia vẫn ấp ủ hy vọng đưa Paul Pogba tới sân Bernabeu trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Theo thông tin mới nhất từ tờ The Times Anh đăng tải, trong nỗ lực thuyết phục Manchester nhà Paul Pogba, Real Madrid đã đề nghị 27,4 triệu bảng, đồng thời để James Rodriguez tới Old Trafford. Tuy nhiên, lời đề nghị này của Kane nhanh chóng bị Quỷ Đỏ từ chối. Thực tế, Manchester vẫn coi Pogba là nhân tố quan trọng trong công cuộc cải tổ nhân sự dưới thời huấn luyện Solskjaer. Nếu buộc phải để tiền vệ người Pháp ra đi, Quỷ Đỏ sẽ chỉ đồng ý nếu nhận được lời mời trị giá 150 triệu bảng. Đề nghị mới nhất của Real Madrid đã quá thấp so với những gì lãnh đạo Manchester mong đợi. Trong mùa hè này, Real Madrid không ngại chi ra 150 triệu bảng mua Paul Pogba. Tuy nhiên, họ đã chi quá đậm nên Kane buộc phải thanh lọc lực lượng để đảm bảo sự cân bằng tài chính. Khó cho Zidane là tính tới thời điểm này, ông vẫn chưa thể bán một số ngôi sao đắt giá không nằm trong kế hoạch sử dụng, trong đó có Gareth Bale và James Rodriguez. James Rodriguez mới trở lại sân Bernabeu sau 2 năm đánh thuê ở Bayern Munich. Trong mùa hè này, tiền vệ người Colombia đã đàm phán tới Napoli, nhưng thương vụ này đã đổ bể do đòi hỏi quá khắt khe từ phía Real Madrid. Về phần Paul Pogba, tiền vệ này vừa bỏ lỡ trận đấu với AC Milan vì chấn thương. Huấn luyện viên Solskjaer tự tin cho rằng ngôi sao người Pháp sẽ tiếp tục gắn bó với màu áo đỏ ở mùa giải 2019-2020. Do kỳ chuyển nhượng mùa hè ở Anh sắp đóng cửa, nên Pogba khó lòng chia tay Old Trafford, nhất là khi MU chưa có được sự thay thế xứng tầm. Inter tăng giá hỏi mua Lukaku, đến gần yêu cầu của MU. Trước sức ép từ Juventus, Inter Milan đã tăng giá hỏi mua Romelu Lukaku. Lần này họ đã tiến khá gần với yêu cầu của Manchester. Inter Milan đã theo đuổi Lukaku suốt từ đầu mùa hè này, theo yêu cầu của huấn luyện viên Antonio Conte. Họ có thuận lợi lớn khi bản thân Lukaku rất muốn rời MU đến Syria chơi bóng. Tuy nhiên, Inter Milan lại gặp khó khăn về tài chính. Họ liên tục đưa ra các đề nghị khác nhau, bao gồm đổi người hoặc trả góp với số tiền lớn nhất lên đến 60 triệu euro, nhưng đều bị MU từ chối. Đội chủ sở Old Trafford làm rõ ràng rằng họ chỉ bán Lukaku nếu nhận đủ 85 triệu euro tiền mặt. Yêu cầu quá cao của MU khiến Inter gần như bỏ cuộc trong thời gian qua. Thế nhưng việc đại kình địch Juventus bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Lukaku đã khiến đội bóng áo xanh đen quyết tâm hơn. Theo tin mới nhất từ Sky Sports, Inter Milan đã đưa ra lời đề nghị mới cho MU và tăng giá hỏi mua Lukaku lên thành 75 triệu euro, trong đó bao gồm 70 triệu euro phí chuyển nhượng và 5 triệu euro cộng thêm tùy vào thành tích. Đề nghị này còn kém yêu cầu của MU là 10 triệu euro và Inter tự tin thuyết phục Quỷ Đỏ nhà người trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ở Anh sắp đóng cửa. Nếu quyết định bán Lukaku, MU có thể sẽ phải mua thêm một tiền đạo mới dự phòng. Hiện tại, huấn luyện viên Solskjaer đã đẩy Martial vào đá trung phong cùng với Rashford. Tuy vậy, ông cũng không có thêm lựa chọn nào khác nếu Lukaku ra đi. Sếp lớn Barcelona ra phán quyết vụ Neymar. Phó chủ tịch Jordi Cardona của câu lạc bộ Barcelona xác nhận đội bóng của ông chưa thể chiêu mộ lại Neymar từ PSG ở kỳ chuyển nhượng hè này. Sau 2 năm gắn bó với Paris Saint-Germain, Neymar đang rất muốn ra đi để đến một bến đỗ khác trong sự nghiệp. Hơn một lần, anh đã công khai định của mình, thậm chí còn có những hành động nổi loạn để gây sức ép lên lãnh đạo đội bóng nước Pháp. Đối với tiền đạo người Brazil, ngôi nhà cũ Barcelona vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu, bởi đây là nơi đã từng nắm lên tên tuổi của anh. Về phía Barcelona, họ cũng được cho là rất muốn tái duyên cùng Neymar. Trong suốt thời gian qua, báo giới đã tốn rất nhiều giấy mực cho thương vụ giữa đội chủ sân Camp Nou và tiền đạo người Brazil. Tuy nhiên, những tin đồn này nhiều khả năng sẽ phải chấm dứt sau phát biểu mới đây từ phía lãnh đạo Barca. Cụ thể, chia sẻ trên kênh TV3 của đài truyền hình Catalan, Phó chủ tịch Jordi Cardona đã thừa nhận những khó khăn trong việc chiêu mộ Neymar từ PSG. Vị lãnh đạo này thẳng thắn loại bỏ khả năng xảy ra thương vụ này, ít nhất là ở phiên chợ hè năm nay. Cho đến ngày hôm nay, chúng tôi không thể tiếp cận trường hợp của Neymar. Như lời của chủ tịch đã nói trước đó, đây là một thương vụ hết sức phức tạp. Chúng tôi đang ở thế bị động, chúng tôi hiểu cậu ấy đang cảm thấy không hạnh phúc tại PSG. Nhưng chuyện này chỉ có thể được giải quyết ở Paris. Chúng tôi vẫn chưa thể nói chuyện với phía họ. Hai câu lạc bộ dành cho nhau rất nhiều sự tôn trọng và nếu có thể, chúng tôi sẽ đàm phán về Neymar trong một ngày nào đó trong tương lai. Còn hôm nay, ở thời điểm hiện tại, thương vụ này không thể xảy ra, Cardona thẳng thắn chia sẻ. Theo những thông tin mới nhất từ tờ Sport đăng tải, phía PSG vẫn đang ưu tiên giữ Neymar ở lại Paris Saint-Germain thêm một năm và sẵn sàng để anh ra đi vào hè 2020. Đích thân giám đốc thể thao Leonardo đã bay sang Trung Quốc để có cuộc thảo luận cuối cùng với tiền đạo Brazil trước khi đưa ra phán quyết chính thức. Pep tiết lộ lý do chào thua MU vụ Harry Maguire. Man City cũng muốn có trung vệ Harry Maguire nhưng không thể cạnh tranh với Manchester ở mức giá 85 triệu bảng.
Không chỉ cạnh tranh trên sân cỏ, hai ông lớn thành Manchester còn luôn sẵn sàng giành giật nhau những món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Và Harry Maguire là một ví dụ. Cũng giống như MU, Man City muốn có trung vệ người Anh nhằm khỏa lấp lỗ trống do Vincent Kompany để lại. Tuy nhiên sau cùng Man City đã phải trả thua gã hàng xóm vì mức giá quá cao của Maguire. Theo tiết lộ của huấn luyện viên Pep Guardiola, nhà đương kim vô địch phải từ bỏ vì không thể chi ra 85 triệu bảng cho một hậu vệ và cơ hội đã thuộc về Man United. Sau khi giành siêu cúp Anh, Pep nói, Maguire là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Chúng tôi có quan tâm nhưng không đủ khả năng cho cậu ta. United đủ khả năng chi trả cho cậu ấy, xin chúc mừng họ. Maguire là một cầu thủ tuyệt vời, cậu ấy đã trải qua một kỳ World Cup đáng kinh ngạc. Cậu ấy mạnh mẽ, nhanh và còn trẻ. Cậu ấy có tất cả những phẩm chất của một trung vệ hàng đầu. Bên cạnh đó, cựu thuyền trưởng của Ben và Barca còn cho rằng cuộc đua vô địch ở giải mới sẽ quyết liệt hơn so với năm ngoái, bởi lẽ tất cả các đội bóng trong top 6 đều đã tăng cường lực lượng và có sự chuẩn bị tốt nhất trước mùa giải. Hiện Maguire đã hoàn tất kiểm tra y tế ở Man United và chỉ còn chờ ngày công bố chính thức. Thậm chí huấn luyện viên Solskjaer còn sẵn sàng sử dụng trung vệ số 1 của Tam Sư trong trận mở màn với Chelsea. Coi như xong, Man City lại có thêm một hậu vệ đắt giá. Theo báo giờ Italia, Man City đã tìm được tiếng nói chung với Juventus trong thương vụ giao Sassuolo. Dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola, Man City đã chi không ít tiền của để gia cố hàng phòng ngự. Có thể kể ra không ít những thương vụ đắt giá như Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, John Stones hay Kyle Walker. Trong mùa hè này, nhà đương kim vô địch Premier League sẽ có thêm một hậu vệ đắt giá nữa là João Sassuolo. Theo thông tin mới được tờ Sky Sports phiên bản Italia cập nhật, Man City đã tìm được tiếng nói chung với Juventus trong thương vụ Sassuolo. Cụ thể, The Citizen đã đồng ý trả cho Juventus số tiền là 30 triệu euro kèm theo hậu vệ Danilo. Trong hợp đồng, cá nhận giàu nước Anh thậm chí còn phải trả thêm 5 triệu euro tùy theo điều khoản phát sinh. Như vậy, tính cả cầu thủ đính kèm là Danilo, thương vụ giao Sassuolo đã khiến Man City phải chi ra ít nhất 50 triệu euro. Đây là con số đáng kể với một hậu vệ, khiến hàng thủ của Pep ngày càng giá trị. Cũng theo Sky Sports Italia, trong ngày hôm nay ngày 5 tháng 8, giao Sassuolo sẽ tới Manchester làm thủ tục kiểm tra y tế. Anh sẽ ký hợp đồng tới năm 2024 với Man City và hưởng mức lương 4,5 triệu euro một mùa. Dự kiến trong vòng 24 giờ tới, nhà đương kim vô địch Premier League sẽ công bố bản hợp đồng này. Man City rất kết giao Sassuolo vì đây là cầu thủ đa năng, có thể thi đấu tốt ở vị trí hậu vệ phải và trái. Chỉ tính các thương vụ cho đội 1, Sassuolo sẽ là tân binh thứ 3 của Pep trong phiên chợ hè năm nay sau Angelino và Rory. AC Milan chiêu mộ cầu thủ xuất sắc nhất CAN 2019. Câu lạc bộ AC Milan xác nhận đã chiêu mộ thành công tiền vệ Ismael Bentancur của Empoli sau khi đội bóng cũ của Arsenal từ chối lựa chọn mua lại cầu thủ này. Để có được sự phục vụ của Bentancur, Milan phải chi ra khoảng tiền 15 triệu euro. Cầu thủ 21 tuổi sẽ ký bản hợp đồng có thời hạn 5 năm đến tháng 6 2024 với đội chủ sân San Siro. Mức lương mà Bentancur nhận vào khoảng 1,5 triệu euro một mùa. Tuyển thủ Algeria năm nay 21 tuổi, vừa vô địch CAN Cup 2019 và được bầu chọn xuất sắc nhất giải. Anh đã trải qua buổi kiểm tra y tế tại Milan vào ngày 23 tháng 7. Nhưng đến tận ngày hôm qua, ban lãnh đạo Rossoneri mới chính thức thông báo hoàn tất thương vụ chuyển nhượng này. Sở dĩ ban lãnh đạo Milan công bố muộn là bởi Bentancur mới kết thúc CAN cách đây không lâu. Sau khi vượt qua kiểm tra y tế, cầu thủ 21 tuổi được phép tiếp tục giai đoạn nghỉ hè của mình và chỉ trở lại Italia hôm thứ Bảy vừa qua để tiến hành các thủ tục cuối cùng. Bentancur gia nhập Arsenal từ Ajax năm 2015, nhưng chỉ có một lần ra sân cho đội 1. Anh bị bán cho Empoli từ tháng 8 2017, sau một năm được đem cho mượn ở Tours. Kể từ đó, Bentancur ra sân 77 lần cho đội bóng xứ Tuscany, góp công lớn giúp đội bóng này trở lại Serie A năm 2018. Thế nhưng chỉ một mùa có mặt tại sân chơi cao nhất tại Italia, Empoli phải xuống Serie B ở mùa giải trước, dù Bentancur đã thi đấu rất nỗ lực và có 3 lần kiến tạo sau 37 lần ra sân. Gia nhập đội chủ sân San Siro, Bentancur trở thành bản hợp đồng thứ tư trong mùa hè 2019 của Milan. Trước đó, Rossoneri đã đưa về Theo Hernandez, Rafael Niao và Rez Grunic, một người đồng đội ở Empoli. Bên cạnh đó, Milan cũng thanh lý tới 12 cầu thủ của đội 1, trong đó có thể kể tới là Patrick Cuchon, Cristian Zapata, Ignacio Abate và Ricardo Montolivo. Sau Liverpool chia tay ngay sau trận thua Man City, thủ môn Simon Mignolet đã chia tay Liverpool ngay sau trận thua Man City ở siêu cúp Anh. Trận này Liverpool đã thể thua Man City với tỷ số 4-5 trên tấm penalty sau khi hai đội hòa một đều trong 90 phút thi đấu chính thức. Ngay sau khi để thua Man City, thủ môn Simon Mignolet đã chia tay đồng đội để về quê, hoàn tất hợp đồng với câu lạc bộ Club Brugge. Đích thân huấn luyện viên Klopp đã xác nhận chia tay thủ môn người Bỉ trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Man City. Trước đó, Simon Mignolet đã đạt mọi thỏa thuận cá nhân, đồng thời vượt qua cuộc kiểm tra y tế với Club Brugge.
cựu thủ môn câu lạc bộ Sing Joden, đội bóng Công Phượng đang đầu quân, ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với câu lạc bộ Club Brugge. Đây là đội bóng vừa vụt dập câu lạc bộ Sing Joden với tỷ số 6-0 ở vòng 2 giải vô địch quốc gia Bỉ 2019-2020. Flaming Club sắp giữ Simon Mignolet ở lại Anfield, nhưng thủ môn người Bỉ nhất quyết ra đi vì không có cơ hội bắt chính. Simon Mignolet không thể cạnh tranh vị trí với thủ thành hơn 64 triệu bảng Alisson Becker. Ở mùa giải 2018-2019, Simon Mignolet không được bắt trận nào ở Premier League và chỉ ra sân đúng 2 lần trên mọi đấu trường. Danh hiệu duy nhất của thủ môn 31 tuổi giành được cùng với Jacob sau 6 năm khoác áo đội bóng này là chiếc vô địch Champions League ở mùa giải trước. MU quyết định từ bỏ Paulo Dybala. Sau thời gian ngắn đàm phán, Man United đã từ bỏ ý định chiêu mộ Paulo Dybala từ Juventus. Trong tuần qua, truyền thông Italia và Anh rộ tin MU sẵn sàng đổi Romelu Lukaku lấy Paulo Dybala của mùa Juventus. Người đại diện của tiền đạo người Argentina đã đến văn phòng của MU ở London để đàm phán các điều khoản cá nhân. Trong khi đó, Lukaku sẵn sàng chuyển đến Juventus để thỏa mong muốn thi đấu ở Serie A. Những tưởng thương vụ này sẽ xảy ra nhanh chóng vì hai câu lạc bộ sớm tìm được tiếng nói chung, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn đổ bể vì Dybala. Theo nguồn tin của BBC Sport, MU đã quyết định từ bỏ Dybala vì các yêu cầu lương thưởng và tiền lót tay quá cao của tiền đạo này. Ngoài vấn đề về tài chính, MU còn cảm thấy Dybala không thực sự muốn đến Old Trafford. Ban lãnh đạo quỷ đỏ không muốn làm lại sai lầm giống vụ Di Maria cách đây 4 năm và quyết định dừng đàm phán với ngôi sao người Argentina. Cũng theo BBC Sport, MU vẫn mở cửa cho Lukaku ra đi, ngay cả khi không tìm được người thay thế. Quỷ đỏ tiếp tục yêu cầu mức giá 85 triệu bảng trong thương vụ này. Vừa rồi là những bản tin hot nhất trong ngày. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn ở phần bình luận dưới. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.